ăn các bạn ơi. Đó. Nó bạn ơi. Lụm các bạn ơi. Hello, chào các bạn. Lực rất vui và rất biết ơn các bạn đã quay trở lại với kênh nha. Hiện tại thì Lực đang ở khu Tân Lập, Tà Rảnh các bạn. Lực cũng mới vào chỉ câu mấy bữa các bạn ơi. Hôm nay thì sẽ câu bên khu bên đây nha. Thì phía dưới, phía sau lưng Lực là cái cây dừa nữa các bạn. Đó, hôm nay đi kiếm cái điểm câu cũng tình cờ phát hiện nè. Phía dưới cái gốc dừa này nè các bạn. Cá nó đang ăn mấy cái trái dừa chín rụng ở dưới các bạn. Chim chào chảo ở trên nó ăn đó, nó rụng xuống dưới đó. Đó, phía dưới là cây dừa phía trên nè các bạn. Phía dưới đó các bạn. Cá nó đang tụ ở dưới cái rô nhiều dữ lắm luôn. Ha. Hôm nay thì sẽ câu ở cái kênh này nè các bạn. Giờ thì sẽ câu dưới đó nha bạn. Đó, phía dưới á trái dừa nó đang chín nè các bạn. Đó, thấy không? Chín nhiều lắm. Chào chảo thì ở trên các bạn, nãy giờ nó ăn ở trên nè, ăn nó rụng xuống dưới á, dưới đó đó nè. Được hái mấy cái trái chín này các bạn, rồi câu thêm mấy cái trái chín này các bạn. Giờ lực quăng dưới cho các bạn xem ha, cá gì đâu mà nó ở dưới nhóc hết trơn á. Lực thảy dưới nè, bốn trái năm trái này các bạn để ý nha, nó ăn ở dưới dữ dữ lắm, dữ lắm luôn á. Nó quặn kìa, không nó đây quăng lại các bạn ơi, nó bị dướng các bạn ơi. Đó, nó rụng xuống dưới đó bạn, nó rụng xuống dưới á, quá trời cá rô rồi nè, nó bự bự không à, tại mấy cá rô bự nó ăn nó mới ăn được các bạn. Cá nhỏ thì nó do cái trái dừa nó cũng bự á. Nhiêu đây cũng được rồi các bạn, nhiêu đây cá nó ăn cũng giật mệt nghỉ rồi đó, khi nào hết thì bẻ thêm nha các bạn, chung cũng nhiều lắm, nó đang chín nữa đó. Có giới nữa nha các bạn, này quấn thêm với giới nha các bạn, chung nó ăn thì thôi, rồi nó ăn thì đổi giới nha. Cũng ăn được. Đó các bạn, cái rô nha các bạn, ăn các bạn ơi. Cái này tại do lực câu nó đẩy cục chì các bạn, mà đấy nếu mà không có cục chì thì nó không không có thấy rõ các bạn ơi. Có cục phao nè, không phải cục chì nó nổi nhưng mà cái mình không có rõ. Dướng quá trời các bạn ơi, dướng vào cái dây nhỏ của cây rựa. Đó, trời. Nó các bạn ơi. Có lý các bạn ơi. Ăn nha, cá cũng được nè. Ok. Im. Việc hồi có lý đó các bạn. Nhất nhất các bạn ơi. Con này được các bạn. Này cũng trọng á. À, im rồi đó. Dướng nó dướng tè le mai ở trên bạn ơi, cái rô con này được các bạn, chết 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 chưa chưa xảy nha bạn nè. Đó, dứt các bạn ơi, chạy rồi có chốt luôn các bạn ơi,
cái chốt này nhỏ xíu à, nghĩa giống như cái lăng vậy đó bạn, nhỏ xíu mà nó có trứng hết trơn các bạn đó. Cái rô mà ăn con này nè, bắp tay cái rô quá trời, nãy ăn luôn nè bạn ơi. Chốt dầu các bạn, dính các bạn ơi, trời ơi, nói nữa nè các bạn nè, chốt dầu nữa nha, con nữa vô ổ cái gì rồi, quá tài các bạn ơi. Chạy trời ơi trời, ngay cái ổ luôn rồi, bó tay các bạn ơi nè, nó nữa nè, trời ơi ba con luôn, ăn các bạn ơi, tiếp nữa nè, có chờ luôn các bạn ơi, con này đổi mấy con rồi nè, đó đổi luôn nha bạn, đó đó ăn ăn luôn bạn, ăn luôn bạn. Chạy bạn ơi, nó nữa các bạn ơi, bạn ơi nè, quá trời chốt dầu rồi, dữ ta, ăn nha, chạy hết, chạy rồi, hết chạy rồi, rô cái rô tiếp các bạn ơi, nãy giờ dính cá chốt trứng á, chút dầu sực rồi đó các bạn ơi, lụm rồi đó, ăn rồi đó, nó ăn rồi đó, trời ơi có chút dầu, có chút trứng nữa các bạn ơi, con nữa nè, lên luôn, lụm luôn, có các bạn, ăn các bạn ơi, lên cắt rô, chạy con này được các bạn ơi, con này bự nè, đó thấy không, tưởng được sảy không chứ, này các bạn ơi, còn nha các bạn, đó thank you.
vị nó mới dính đó các bạn. Rồi, bếp các bạn ơi. Chín. Trời ơi. Chúc trứng tiếp các bạn ơi. Chỗ này có chúc trứng nhiều thì các bạn. Đó. Ăn đó bạn. Chạy. Rồi. Chốt trứng nữa bạn ơi. Cá này thấy cũng ít có lớn quá bạn. Đó. Sai sai. Chốt tiếp các bạn ơi. Quá trời có chốt gì ta. Rồi con tiếp theo các bạn. Mày có chốt trứng ăn nhiều quá. Có cá. Nó nữa, chốt quá trời có chốt trứng các bạn ơi. Trong đây nó không có cái chốt kia sao có chốt trứng không các bạn ơi, nhiều lắm. Ăn các bạn ơi. Ok. Món tiếp theo các bạn ơi, rô. Lụm các bạn ơi. Gì đây? Trời ơi, rô. Vô nha các bạn. Rô nha. Đó. Mấy cá này ở nước khoẹn nó vàng dữ lắm các bạn ơi. Ăn khè. Lấm. Có cá các bạn ơi, nó. Tiếp tục nha các bạn. Có lý. Trời, kéo các bạn ơi. Nó, kéo tiếp nha. Lộn rô các bạn. Ôi, lên tiếp. Ăn các bạn.
dính các bạn ơi. Đây, còn tiếp theo các bạn. Ăn đi bạn. Lụm các bạn ơi. Lên thôi. Đó. Được, được. Ăn luôn bà ơi. Vô. Vô. Ăn các bạn ơi. Đó. Hợp lý không các bạn? À. Lên. Ăn luôn nha, ăn luôn nha. Đó. Còn các bạn, còn các bạn. Đến. Im các bạn ơi. Cá bự không nè. Đó. Ôi bạn ơi. À, hết chiếc bự rồi. chưa xảy các bạn ơi. Sớm vậy được có con này là bự nhất các bạn. Về các bạn ơi, cũng chiều rồi, được đi cũng chưa tới giờ rồi. Cái thùng nó lủng lên đổi nước rồi, nó xì ra trơn rồi. Cá nó mấy con cá chốt dầu á, chết trơn rồi bạn. Ở đây lực tổng kết các bạn ơi. Đó các bạn, sớm giờ các bạn ơi, sớm giờ câu ở dưới cái gốc rửa nó dính nhiều nha các bạn. Cái chốt dầu dính nhiều lắm, chốt dầu chốt trứng nè, cá rô, mới cá rô. Thôi cũng chung cũng được các bạn đó. Thực chào tạm biệt các bạn luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn các bạn ở video kế tiếp nha. Tạm biệt, bye.